Hello, chào toàn thể anh em 57 chim ha. Hôm nay mình tiếp tục ra video thành quả cho em cho anh em xem nữa ha. Hôm nay anh em chiến sao rồi? Hôm nay mình cũng cũng ok nha anh em. Ok hơn mọi bữa một chút xíu nha anh em. Em thấy đồng mình trống không? Đồng này cực đẹp luôn nha anh em. Trên đó chỗ vàng vàng đó là chét ha anh em. Đồng của mình ấy hò quá trời anh em ơi. Lúc này hôm nay anh em chiến sao rồi, có anh em nào ok không? Có một con trống là tối nay anh em ơi, còn nhiều là toàn là mái không. Con này con trống nha anh em, quá trời anh em ơi. Thật quỷ cái bệnh luôn rồi anh em ơi. Tối nay được có 5 con gà anh em ơi. Đi đâu hai ba con mà xéo kìa. Sáu con là đi đai hết con. Thành quả nha anh em. Được 5 con gà thôi tối nay nha anh em. Gà cũng tạm ổn thôi chứ không có nhiều gì nha anh em. Cò giờ đi yếu quá anh em ơi. Ba con mà xéo. Đồng mình giờ mất xéo hết đi anh em ơi. Mất xéo giờ không còn nghe đi. Kỳ quá. Quá nha anh em, 5 con gà, 3 con mắc xéo nha anh em. Thành quả gì như đây thôi nha anh em. Có anh em nào nhiều không? Mình thì tối nay 5 con nha anh em, 4 con gà mái với một con gà trống nha anh em. Rồi, giờ cũng trễ rồi, giờ mình gom đồ xuống xuồng nữa mình về nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video ha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Còn anh em nào đăng ký rồi thì thôi nha.